Nơi đây là trại giam khám trí hòa dành cho tù nhân nữ, bọn họ cũng không khác gì cánh đàn ông. Đã vào đây rồi thì ai ai cũng có máu giang hồ, muốn được làm trị đại, cho nên thường xuyên kiếm cớ gây sự, triệt hạ lẫn nhau. Thế nhưng đã có giám thị Bành, một nữ cảnh sát với bản tính rất nghiêm khắc và kỷ luật, cho nên đám nữ tù hoàn toàn bị cô ta trấn áp. Đứng đầu trại giam này là cảnh sát cấp cao Cường Dâu, ông ta có người bạn nữ tên là chị Thắm. Cô ta cũng là một pháp sư cao tay ấn. Ngày hôm nọ, Cường Dâu giao cho ba anh thợ hồ công việc tu sửa lại văn phòng khu trại giam. Bọn họ là cháu của chị Thắm giới thiệu đến đây. Trùng hợp lúc này có một nhóm nữ tù đang trên đường đi lao động công ích, trông thấy con trai là bọn họ ra sức mà quyến rũ, nào là lắc mông rồi đến khoe bưởi. Bởi vì bọn họ ở tù đã nhiều năm, lâu rồi không có được ăn khoai ấy mà. Thế nhưng chỉ có ba anh thợ hồ thì làm sao mà chia. Vậy là đám nữ tù bèn dùng nắm đấm để tranh giành củ khoai. Không may giám thị Bành nhìn thấy, với sự nghiêm khắc của cô ta, thì hình phạt dành cho đám nữ tù làm loạn này rất là tàn khốc. Một cái vòi nước to có áp suất cực lớn, hướng thẳng về phía đám tù nhân. Cách đây 10 năm về trước có một nữ tù tên là Mỹ Mỹ, trong lúc cố gắng vượt ngục, cô ta đã không may bị rơi từ trên cao xuống đất chết ngay tại chỗ. Sợ rằng cô gái sẽ biến thành ác ma hại người, một vị pháp sư đã dùng máu của mình phong ấn linh hồn cô vào trong mảnh vải nhỏ, sau đó nhét vào cây đao của tượng thần Quan Nhị Ca. Quan tay chỗ trận. Trở lại hiện tại, trước giờ thay ca, giám thị Bành tranh thủ gặp gỡ người tình nhân để làm món khoai nướng ngay trước mặt Quan Nhị Ca. Đúng là hành vi cầm thú phỉ báng thần linh. Xong chuyện, cô ta muốn quay lại trại giam tiếp tục nhiệm vụ nhưng người tình nhân ngăn lại, hắn ta muốn làm thêm điếu nữa. Giám thị Bành từ chối, thế là hai bên xảy ra giằng co, làm cho Quan Nhị Ca rơi xuống đầu giám thị Bành. Người tình nhân liền bỏ đi. Bọn họ không biết rằng, trong cây đao có linh hồn của nữ tù nhân Mỹ Mỹ, giờ thì tượng thần đã vỡ cô ta cũng được giải thoát. Trông thấy hồn ma giám thị Bành hoảng sợ, cô trượt chân ngã xuống mảnh vỡ của tượng thần bên dưới ghim vào đầu, rồi chết một cách tức tưởi. Ngày hôm sau có một nữ tù tên là Tiểu Xuân, cô ta đang mơ mộng sẽ làm đỗ được cây cổ thụ, rồi leo lên đó trốn thoát khỏi trại giam khám trí hòa. Tuy nhiên đó chỉ là kế hoạch trong mơ. Vô tình cô phát hiện có một hộp nhạc dưới bãi cỏ. Đây chính là kỷ vật của ma nữ Mỹ Mỹ. Cùng lúc này tang sự của giám thị Bành đang được cử hành. Theo phong tục thì phải nhét một đồng tiền vào miệng thi thể để chuyển giao âm dương. Thế nhưng hàm răng lại cắn chặt không mở ra. Chị Thắm bèn đánh một kiếm vào lòng bàn chân để cho giám thị Bành an nghỉ. Nhận ra cô ta chết oan ức, trong lòng tích tụ oán khí, chị Thắm mới căn dặn Cường Dâu rằng 7 ngày sau phải làm lễ siêu độ cho giám thị Bành, nếu không cô ta sẽ hóa thành ác quỷ làm hại nhân gian. Thế nhưng Cường Dâu lại không tin vào chuyện ma quỷ. Chị Thắm bèn lén lút vẽ lên tay một đạo bùa âm dương bằng chu sa, rồi ấn vào sau gáy của Cường Dâu mà anh ta không hề hay biết. Đêm hôm đó, Mỹ Mỹ dựa theo âm thanh của hộp nhạc tìm đến Tiểu Xuân, làm cho cô ta hoảng sợ. Tuy nhiên Mỹ Mỹ không có ác ý mà chỉ muốn làm bạn với Tiểu Xuân. Thế nhưng chưa kịp nói thì cô ta đã chạy mất dép. Buổi sáng đó, ba anh thợ hồ lén lút gặp gỡ mấy cô nữ tù tại nhà bếp. Bên thì muốn ăn khoai, bên thì muốn ăn sò lông. Đúng lúc này có hai chị giám thị đi tới. Tình huống cấp bách, anh chàng này đành phải trốn vào trong nồi súp. May mắn cũng qua mặt được hai chị giám thị. Không còn hứng thú, ba anh thợ hồ bèn ra về. Nhân lúc đêm tối, bọn họ dùng thang gỗ bắc cầu qua cây cổ thụ trong trại giam, rồi từ từ bò sang bên đấy. Sau đó lấy ống nhòm để nhìn trộm phòng tắm các cô gái. Do trọng lượng quá nặng làm cho cây cổ thụ rung lắc dữ dội, nó chuẩn bị đổ ngã, ba người liền nhanh chân chạy về phòng. Lúc này Tiểu Hồng đang lén lút trèo ra ngoài cửa sổ để vượt ngục, không may té xuống dưới nhưng Mỹ Mỹ đã kịp thời đỡ lấy cô ta. Sau đó Tiểu Xuân phát hiện cây cổ thụ đã bị ngã. Trước đó cô ta đã dày công tốn rất nhiều thời gian để cưa nó ngã về phía hàng rào.
như thế mới có thể leo lên cây thoát khỏi đây. Nhưng giờ nó lại ngã vào trong trại giam, làm cho cô ta mất đi hy vọng. Một nữ tù khác nhìn thấy bèn la lên. Giám thị lập tức chạy đến bắt lấy Tiểu Xuân. Mỹ Mỹ tức giận, thừa lúc đám tù nhân đang tắm, cô liền điều chỉnh sang nước nóng trả thù chúng, vì đã hãm hại bạn cô. Mỹ Mỹ còn chiếm lấy thể xác một người để làm loạn. Đúng lúc này Cường Dâu đi vào, khiến cho Mỹ Mỹ hoảng sợ khi nhìn thấy dấu ấn âm dương mà trước đó chị Thắm đã dùng chu sa vẽ lên sau gáy của Cường Dâu. Tuy nhiên nó rất nhanh đã bị nước rửa trôi. Mỹ Mỹ mới vùng dậy, sau đó điều khiển bình cứu hỏa xịt vào anh Cường Dâu. Khi mọi người xông vào thì nhìn thấy ông ta run cầm cập vì quá lạnh. Sau chuyện này, Cường Dâu mới trang bị những dụng cụ để trừ ma ngay tại phòng làm việc, nào là bùa trấn quỷ, rồi đến cây thánh giá, thậm chí là cả củ tỏi. Trại giam bây giờ đã có ma ám, đám tù nhân quyết định bỏ qua thù oán cá nhân, cùng nhau đứng lên biểu tình mong muốn được chuyển sang trại giam khác, khiến cho giám thị phải đau đầu. Lúc này Mỹ Mỹ lại tìm đến Tiểu Xuân, rồi kể lại câu chuyện năm xưa khi cô vượt ngục gặp tai nạn. Vì thế linh hồn Mỹ Mỹ đã bị gắn kết với nhà tù, cho nên phải cần đến một người làm vật chủ, giúp cho linh hồn Mỹ Mỹ ký sinh vào mới có thể thoát ra bên ngoài. Tuy nhiên ngay sau đó thì Tiểu Xuân sẽ chết vì mất đi khí dương. Chỉ có một cách là phải chờ đến ngày nhật thực toàn phần, cả hai mới an toàn thoát ra ngoài. Khi này Cường Dâu bản thân vì ngại ngùng, cho nên đã nhờ ba anh thợ hồ gửi lời hẹn chị Thắm đi ăn tối. Nguyên do là Cường Dâu nghĩ rằng hồn ma quấy phá trại ra mấy ngày qua chính là giám thị Bành. Thế nên nhân lúc ăn tối, ông ta muốn nhờ chị Thắm làm lễ siêu độ cho giám thị Bành, nhưng lại nói không rõ nghĩa ấp a ấp úng, làm cho chị Thắm hiểu lầm là sẽ làm lễ đính hôn với ông ta ở khách sạn. Đã vậy Cường Dâu còn bật cười chế giễu nữa chứ, tức giận chị Thắm tạt ly nước vào mặt, từ chối làm lễ siêu độ giám thị Bành. Không còn cách nào, Cường Dâu đành phải nhờ đến ba anh thợ hồ, vì nghĩ rằng họ là cháu của chị Thắm, cho nên chắc là cũng biết chút ít về đạo thuật. Thừa cơ hội ba anh thợ hồ bèn đồng ý vụ làm ăn này. Sau đó Cường Dâu ban ra lệnh giới nghiêm, bắt buộc các tù nhân phải ở lại phòng ăn, tránh để bọn họ phá rối nghi lễ siêu độ. Phía này Mỹ Mỹ cảm ứng được rằng sắp có nhật thực toàn phần, cơ hội để thoát khỏi đây, Mỹ Mỹ liền nhập vào cái thất gỗ, Tiểu Xuân lập tức cho vào trong áo rồi chạy ra ngoài. Tông thẳng vào bức tường thủng một lỗ to đùng, nhưng khi chui qua thì không may Mỹ Mỹ rơi lại vào bên trong. Tiểu Xuân không muốn bỏ lại ân nhân nên cuối cùng bị giám thị bắt lại. Khi này Cường Dâu dẫn ba anh thợ hồ vào nhà lao để làm lễ siêu độ giám thị Bành. Bọn họ cần đến hai cô gái sinh ngày 14 tháng 7 để làm mồi. Lập tức Cường Dâu đưa đến chị Bưởi To và Tiểu Xuân. Ba người bắt đầu phối hợp lập đàn làm phép. Bề ngoài thì trông giống như đạo sĩ thứ thiện, thế nhưng ba anh này chỉ là dân lừa đảo, bọn họ làm gì mà biết làm lễ. Mục đích bọn họ là chỉ muốn gặp gỡ mấy cô gái. Không may do hậu đậu bọn họ đã làm vỡ di ảnh của giám thị Bành. Cô ta liền hiện ra với bộ dạng của quỷ dữ tấn công mọi người. Tình huống nguy cấp, cái thất lăn vào trong chính là ma nữ Mỹ Mỹ. Đúng lúc này nhật thực qua đi, mặt trời ló dạng, hai con ma liền biến mất. Ngày hôm sau ba anh thợ hồ tìm đến chị Thắm kể lại mọi chuyện, nhận thấy sự việc quá nghiêm trọng, chị Thắm lập tức đến nhà lao gặp Cường Dâu để tìm cách tiêu diệt giám thị Bành. Quả nhiên con quỷ lúc này đang làm loạn tại phòng ăn. Chị Thắm nhanh nhẹn quăng tới bát quái ghim con quỷ lên tường, sau đó lấy máu của người cháu quét lên kim tiền kiếm, phóng thẳng vào con quỷ, nhưng không có tác dụng, kim tiền kiếm vỡ nát, bởi vì anh ta không phải là đồng tử. Thấy vậy chị Thắm bèn vẽ ra vòng tròn kết giới trên cái bàn, rồi bảo mọi người mau vào bên trong thì có thể tránh được sự tấn công của con quỷ. Nhưng quá đông người nên Tiểu Xuân bị rơi xuống. Con quỷ liền lao đến. Đúng lúc nguy cấp, Mỹ Mỹ hiện ra giải vây cho Tiểu Xuân. Nhân lúc hai con ma đang giao chiến, chị Thắm bèn lấy một chú kết hợp với áo đạo sĩ tạo thành túi càn khôn, rồi quăng tới sợi chỉ đỏ vô tình trúng vào chân Mỹ Mỹ, thế là hút luôn cả hai con ma vào trong túi. Tiểu Xuân đau buồn cầu xin chị Thắm thả Mỹ Mỹ ra, bởi vì cô ấy là một con ma lương thiện, nếu không hai canh giờ nữa, cả hai con ma đều sẽ bị tan thành mây khói trong túi càn khôn.
Tình huống này không thể thả Mỹ Mỹ được, vì như thế con quỷ cũng sẽ thoát ra. Tiểu Xuân tức giận ném hộp nhạc vào đầu Cường Dâu ngã xuống đất, sau đó mở cái túi ra, con quỷ liền bay lên. Nhanh mắt chị Thắm phát hiện máu của Cường Dâu là máu đồng tử. Hóa ra từ xưa đến giờ ông ta luôn giữ trinh tiết chưa khai đao lần nào. Mọi người lập tức lấy đồng tiền dính máu ném về phía con quỷ. Thế nhưng một lúc sau cũng hết, đại ca á cho tụi em xin tí huyết đi mà. May mắn Mỹ Mỹ nhìn thấy còn lại cái chuôi kiếm, cô bèn hy sinh bản thân cầm lấy nó, lao đến đâm vào con ác quỷ. Chị Thắm nhanh nhẹn phóng lên đưa Mỹ Mỹ xuống. Tình huống nguy cấp, mọi người lập tức đưa linh hồn Mỹ Mỹ ra bên ngoài khu trại giam, giúp cho cô ấy được siêu thoát. Thế là quỷ sai âm ti liền xuất hiện với thân hình cao lớn, bồng Mỹ Mỹ đi đầu thai. Đám tù nhân ai cũng muốn gã cho Cường Dâu, vì ông ta là trai còn trinh. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt.